áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào tất cả các con. Chào mừng các con đã đến với lớp học của cô Huyền. Hi everyone. Welcome you guys to my class. Hôm nay chúng mình sẽ học bài đầu tiên, Lesson 1 của Unit 12, At the Cafe, tại quán cà phê. Trong buổi học này, chúng mình sẽ có 3 phần chính. Phần 1, Listen and Repeat. Các con sẽ được học thêm một chữ cái, âm và một số từ vựng. Phần số 2, Point and Say. Chúng mình sẽ thực hành các từ vựng vừa mới học. Và phần cuối cùng, Fun Corner, các con sẽ được tham gia một trò chơi thú vị. Bây giờ, chúng mình cùng bắt đầu buổi học ngày hôm nay với phần 1 nhé. One. Listen and repeat. Nghe và nhắc lại. Chúng mình có thể nhìn thấy đây là không gian của một quán cà phê. Mời các con trả lời câu hỏi đầu tiên. Chữ cái chúng mình ra học hôm nay là chữ gì nhỉ? Rất tốt, đó là chữ cái A. Mời các con nghe và nhắc lại theo cô nhé. A. A. Như vậy, chữ cái A tiếp tục tạo ra âm A. Mời các con nhắc lại nào. A. A. Từ vựng đầu tiên. Grapes. 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 Mời các con nhìn tranh và đoán xem grapes nghĩa là gì nhỉ? Rất tốt, nó nghĩa là những quả nho. Chúng mình có thể thấy rất nhiều chùm nho ở trong một chiếc rổ. Từ thứ hai. Cake. Cake. Bánh. Hay. Và từ vựng cuối cùng. Table. Table. Cái bàn. Table. Bây giờ, chúng mình cùng nhau ôn tập lại chữ cái, âm và ba từ vựng này nhé. Mời các con nhắc lại theo cô. A. 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 Grapes. Grapes. Cake. Cake. Khi đọc từ cake, các con chú ý âm cuối. Cake. Và từ cuối cùng,
Table. Table. Bây giờ, cô Huyền sẽ ẩn các từ vựng ở trên màn hình đi, xem chúng mình đã nhớ được bao nhiêu từ nhé. Trước tiên, mời các con đọc chữ cái và âm. A. A. Tiếp theo, mời các con nói từ những quả nho. Grapes. Grapes, những quả nho. Từ tiếp theo, bánh nào? Cake. Cake. Và từ cuối cùng, cái bàn. Table. Như vậy, trong ba từ vựng hôm nay, các con nhớ được bao nhiêu từ? Nếu các con chưa nhớ được hết thì đừng lo lắng. Chúng mình sẽ chuyển sang phần tiếp theo, thực hành nhé. Two. Point and say. Chỉ và nói. Đợt chỉ đầu tiên, các con chú ý con trỏ chuột của cô để nói từ tương ứng nhé. Mời các con nói chữ cái và âm nào. A. A. Tiếp theo, mời các con nói từ những quả nho. Grapes. Grapes. Từ tiếp theo, chiếc bánh nào? Cake. Cake. Và từ cuối cùng, chiếc bàn. Table. Table. Ở lượt chỉ số 2, cô Huyền sẽ ẩn đi các từ vựng ở trên màn hình. Mời các con đọc từ tương ứng nhé. Đầu tiên, chữ cái và âm. A. A.
Tiếp theo, những quả nho. Grapes, grapes. Chiếc bánh nào? Cake, cake. Và cuối cùng, chiếc bàn nào? Table, table. Cô hy vọng thông qua bài tập vừa rồi, tất cả các con đều đã ghi nhớ hết được chữ cái, âm và các từ vựng. Bây giờ, chúng mình cùng nhau chuyển sang phần trò chơi nhé. Các con đã sẵn sàng chưa nào? Trò chơi có tên là Spell It. Đánh vần. Trước tiên, chúng mình cùng nhau xem luật chơi nhé. Nhau bắt đầu nào. Rồi các con sẽ sắp xếp những chữ cái này tạo thành từ đúng. Các con đoán xem những chữ cái này sẽ sắp xếp được thành từ gì nhỉ? Đáp án là grapes. G R A P S E. Hai từ này sẽ phải đổi vị trí cho nhau. Grapes. Lượt số 2, mời các con đoán xem những chữ cái này sẽ tạo ra được gì nhỉ? Câu trả lời chính là table. T A B L E. Table. Những chữ cái này đã sắp xếp được từ gì nhỉ?
Câu trả lời đúng là cake. C A K E cake. Như vậy, trong buổi học ngày hôm nay, chúng mình đã học về chữ cái A, âm A và ba từ vựng, đó là cake, grace và table. Các con về nhà ôn tập lại chữ cái, âm và các từ vựng này nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con trong buổi học tới. Goodbye! Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.